Chào bạn, trong video này tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu giao tiếp mới về đoạn hội thoại về một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Tôi và Hà ở đây chia sẻ cho các bạn mẫu này và các bạn hãy cùng lắng nghe với chúng tôi nhé. Harlot, I have a surprise trip. Really? But I need more time to prepare. That's simple. I have you packed. And what about our pet poodle? My parents. And who will pick up the mail? Our neighbor pet. And who will water the plants? We'll put them on the patio. And who will pay for the trip? My company will pay for our trip. Okay, you have really planned this. Cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ hội thoại lại một lần nữa cho tất cả các bạn có thể lắng nghe rõ ràng hơn. Harlot, I have a surprise for you. We are taking a trip. Oh, really? But I need more time to prepare. That's simple. I have you packed. And who will take care of our pet poodle? My parents. And who will pick up the mail? Our neighbor pet. And who will water the plants? We'll put them on the patio. And who will pay for the trip? My company will pay for a trip. Okay, you have really planned. Các bạn thấy đấy, khi trong quá trình chúng ta luyện tập thì các bạn sẽ cảm thấy những âm vô cùng là quen thuộc. Và đấy là kết quả khi các bạn đã trải qua phần viện âm, phần đọc và phần hội thoại. Và tôi tin rằng các bạn hoàn toàn sẽ làm được điều này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.